Ở đây, công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang với ít nhất 31 trẻ sơ sinh đã bị mua bán trót lọt. Quý vị biết không ạ, à, các đối tượng trong đường dây này tiếp cận những sản phụ có hoàn cảnh khó khăn hoặc không muốn nuôi con để mua lại các bé rồi bán cho người có nhu cầu nhận con nuôi. Thậm chí có người phụ nữ còn đang tâm bán cả con ruột của mình. Vào giữa tháng 8 năm 2022, các trinh sát nhận được nguồn tin cho biết sẽ có giao dịch mua bán trẻ em tại khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước. Sau quá trình theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng Như đang mang trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi đi bán sau khi mua của một sản phụ với giá 15 triệu đồng. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã lập ban chuyên án, mở rộng điều tra, khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Qua điều tra công an xác định, các đối tượng rao bán trẻ em với giá từ 35 đến 60 triệu đồng một bé và hồ sơ giả, giấy chứng nhận, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh với giá 30 đến 40 triệu đồng một bộ nếu người mua có nhu cầu. 8 bị can bị khởi tố bắt tạm giam, trong đó đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Như, 29 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh là người thực hiện thành công 5 vụ buôn bán trẻ, trong đó có một lần bán con ruột của mình. Chu Thị Cúc Phương, 40 tuổi tại Khánh Hòa, thực hiện 24 vụ cùng các nữ bị can khác có tuổi đời 18 đến 33 bán con ruột của mình. Hiện các quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm ít nhất 16 đối tượng khác có liên quan.